Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Actra, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B giá rẻ của bên nhà Mitsubishi. Và trong cái video ngày hôm nay, thời điểm dịp giữa của tháng 8 năm 2023, cũng là thời điểm bắt đầu bước vào cái tháng nâu, cái tháng mà rất ít anh chị khách hàng chúng ta mang xe về nhà trong cái tháng này, nhưng lại nhiều khách hàng mà chúng ta có thể ký hợp đồng đặt cọc ở trong tháng 7 ngâu này. Và tại thời điểm này, Actra đang là một chiếc xe có thể nói là rất đáng để mọi người quan tâm, khi mà chương trình khuyến mại từ bên phía nhà máy, từ bên phía đại lý đâu đó hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ. Cái này thì nó sẽ quy ra tiền mặt và giảm trực tiếp vào giá xe. Nó có thể dao động từ 40 đến 80 triệu đồng tùy từng phiên bản anh chị nhé. Lại còn những cái chương trình về quà tặng phụ kiện nữa, ví dụ như là tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình. Đây là ba cái món phụ kiện rất là cơ bản mà tại đại lý của mình thì phiên bản nào cũng được tặng anh chị ạ. Với cái dòng xe Actra thì cái tầm tiền của nó đã là thấp rồi, lại được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nữa, thì có thể nói là nó rất cạnh tranh ở trong cái phân khúc, trong cái tầm tiền của mình. Ví dụ phiên bản đầu tiên đi, đó là phiên bản số sàn của Mitsubishi Actra. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 380 triệu đồng, đó là mức giá niêm yết, hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ cùng chính sách giá linh động từ bên phía đại lý nữa. Ví dụ như ở Hà Nội, ở tỉnh ở ngoài miền Bắc này, đâu đó hiện tại giá bán có 329 triệu đồng thôi. Một chiếc xe cỡ B rộng rãi thoải mái, có thể định hình phục vụ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, tầm tiền có 329. Thế còn anh chị khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó đại lý đang bán với mức giá là 339 triệu, nhỉnh hơn một chút thôi. Và mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 374 triệu. Ở Hà Nội là 398 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 396 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 374, ở Hà Nội là 398 và thành phố Hồ Chí Minh là 396 triệu đồng với số sàn. Chạy công việc, chạy dịch vụ mà đi Actra thì rất là ok. Nguyên nhân là như thế này, nó là một cái chiếc xe rất là rộng rãi và thoải mái. Nó là một cái chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Tầm tiền thì này dễ xoay vòng vốn, đúng không? Trả góp của Actra số sàn thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 118 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 145 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 138 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 118, ở Hà Nội là 145 và thành phố Hồ Chí Minh là 138. Nếu như mà lựa chọn chạy công việc thời điểm này thì đúng là Actra mà số sàn nhé, là một sự lựa chọn có thể nói là hàng đầu luôn. Khi mà morning thì không có số sàn, có số sàn nhưng mà gần như là không bán được vì nó hơi bé, nó không đáp ứng được cái công việc chạy dịch vụ của đa số khách hàng. Ngoài ra thì chiếc xe ví dụ như là i10 cũng tầm tiền như này nhưng mà gần như là cũng không có xe anh chị ạ. Cho nên là Actra nó đang là mạnh mẽ ở cái phân khúc số sàn này, trong cái tầm tiền như thế này. Tiếp theo đó là Actra CVT bản số tự động bản thường. Xe là sản xuất năm 2023. Với xe 22 thì thời điểm trước thì có đấy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Bây giờ sẽ là xe 2023 với Actra số tự động phiên bản thường. Mức giá niêm yết của nó là 465 triệu đồng. Anh chị khách hàng nào ở chúng ta ở khu vực miền Bắc này, ở Hà Nội này, đâu đó đại lý đang bán có mức giá là 405 triệu đồng thôi anh chị ạ. Giảm đâu đó là 60 triệu. Ở tỉnh nếu bọn em đại lý ở Hà Nội thì đâu đó nếu bán về tỉnh thì cộng thêm khoảng tầm 3-4 triệu nữa. Còn anh chị khách hàng nào mà ở Hà Nội nhá, ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, hiện tại thì đang bán với mức giá là 415 triệu đồng. Giá khuyến mại sau khi trừ ấy, còn 415 triệu, nhỉnh hơn một chút. Và mình cũng cập nhật lăn bánh ở tỉnh của Actra CVT là 458 triệu ở tỉnh, ở Hà Nội là 484 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 486 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 458, ở Hà Nội là 484 và thành phố Hồ Chí Minh là 486. Cái mức giá của Actra CVT này nhé, giá xe hiện tại còn ví dụ như ở Hà Nội đang bán là 405 triệu đồng thì cái mức giá này tại thời điểm này ở trên thị trường bằng với cả chiếc xe i10 đấy, bằng với cả chiếc xe Hyundai i10 AT bản full, tức là bản đầy đủ nhất, cũng bán với mức giá y nguyên 405 triệu đồng anh chị ạ. Thế còn trả góp của Actra CVT thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 143 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 172 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 163 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 143, Hà Nội là 172 và thành phố Hồ Chí Minh là 163. Nếu như mà không thích lấy i10, chúng ta có thể lựa chọn sang Actra CVT, máy cũng là 1.2 nhập khẩu tại Thái Lan, rộng rãi thoải mái và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn i10 là điều chắc chắn.
Sự lựa chọn thứ ba đó là Actra CVT Premium, số tự động bản Premium. Đây là phiên bản đắt tiền nhất với mức giá niêm yết là 490 triệu đồng. Bản này cũng được hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ. Ở Hà Nội thì đâu đó bán với mức giá hiện tại chỉ có 427 triệu đồng thôi. Xe là 2023, giá niêm yết là 490, giảm 63 triệu, bán là 427. Ở tỉnh thì nếu mà đại lý mình ở Hà Nội bán sang tỉnh thì cộng thêm khoảng tầm 3 triệu đồng thôi. Thế còn anh chị khách hàng nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đại lý đang bán nhỉnh hơn một chút là 435 triệu. Và với mức giá như ở trên, lăn bánh ở tỉnh của Premium sẽ là 482 là ở tỉnh, Hà Nội là 509 và thành phố Hồ Chí Minh là 508 anh chị nhé. Tỉnh là 482, ở Hà Nội là 509 và thành phố Hồ Chí Minh là 508. Trả góp của Premium này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 138 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 168 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu sẽ là 158 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 138, ở Hà Nội là 167 và thành phố Hồ Chí Minh là 158. Nói chung là với cái mức giá khuyến mại hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe như thế này thì Actra nó sẽ đảm bảo cái tính cạnh tranh, vì đây là một chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan cho nên là không được hưởng ưu đãi về 50% lệ phí trước bạ, cho nên là nhà máy hỗ trợ 100% luôn cho nó nhanh. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang cần tìm một chiếc xe rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, đi cũng rất là lành thì Actra cũng là một cái sự tham khảo rất đáng để mọi người chú ý trong cái tầm tiền của những chiếc xe i10 Morning hay là Toyota Wigo anh chị ạ. Hãy gọi giúp em theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp hoặc lái thử. Miền Bắc nhờ anh chị chúng ta hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ anh chị chúng ta hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.